Vitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Thủy Nguyên xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng như thường lệ lên sóng vào lúc 9 giờ 30 phút các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy. Kính thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề tăng chiều cao cho trẻ dưới 3 tuổi. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và chắc chắn là các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình này cũng đang có những cái băn khoăn mong muốn được gặp gỡ trực tiếp với chuyên gia của chương trình rồi. Chúng tôi cũng đã mời đến đây xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý thính giả của kênh Giói Lớp Em, chào MC Thủy Nguyên. Cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Previptin nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitu.vn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị có biết là hiện nay thì có hơn 50% trẻ em Việt Nam đang thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày hay không? Đáng chú ý là tỷ lệ thiếu vi chất ở trẻ lại tăng cao trong cái giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi. Trong khi đó, đây lại là một cái giai đoạn vàng đối với sự tăng trưởng và phát triển chiều cao của trẻ. Việc chú trọng bổ sung đầy đủ những cái vi chất dinh dưỡng quan trọng cho trẻ trong cái giai đoạn vàng này sẽ giúp trẻ tránh được những cái nguy cơ như là còi xương, suy dinh dưỡng, thấp còi cũng như là tạo đà để trẻ có được một tầm vóc vượt trội khi trưởng thành. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Hải ạ, tại sao mà chúng ta cứ nói với nhau là chiều cao cho trẻ dưới 3 tuổi, nếu chúng ta chú trọng đúng và phát triển tốt thì nó sẽ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện cũng như là chiều cao lúc trưởng thành của các bé sau này ạ? Vâng, chúng ta đều biết rằng là hiện nay thì cái vấn đề mà mong ước của tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta là ai cũng mong muốn là con mình cao lớn và khỏe mạnh. Và đặc biệt thì tôi thấy những năm gần đây thì rất nhiều các bậc phụ huynh đã quan tâm đến chiều cao của con. Và cứ đến dịp hè, khi các cháu được nghỉ hè thì cái trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng lại rất đông các ông bố bà mẹ mang các con sau khi một cái năm học vất vả, thì đến hè là chú trọng cho cháu đến khám tư vấn để bác sĩ có thể tư vấn xem làm thế nào là cháu có thể cao được thêm một vài cm nữa, nhất là trong những dịp hè này. Thế thì ở đây hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề tại sao cái việc tăng chiều cao cho trẻ dưới 3 tuổi này lại vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta đều biết là cân nặng thì em bé của chúng ta từ khi chào đời cho thậm chí cho đến khi người già, cái vấn đề cân nặng có thể chúng ta muốn tăng lúc nào cũng được. Thế nhưng mà riêng chiều cao thì nó lại khác hẳn, nó chỉ có từng giai đoạn để phát triển thôi. Và chúng ta đều biết rồi, khi mà đã đến tuổi trưởng thành, đặc biệt là qua cái tuổi dậy thì rồi, khi mà bé gái đã bắt đầu có kinh nguyệt hay là bé trai đã bắt đầu có biểu hiện xuất tinh, tức là chúng ta gọi là các cháu đã dậy thì hoàn toàn rồi. Thế ví dụ con gái thường tầm độ khoảng ngoài 13, con trai thì khoảng 17, 18 trở ra, có nhớ đến cái tuổi dậy thì rồi thì gần như chiều cao sẽ tăng rất là chậm lại. Vâng. Và đến 25 tuổi thì tất cả chúng ta là đều không thể cao được nữa. Và cái mật độ xương sẽ đạt đỉnh điểm vào cái lúc khoảng tầm 30 tuổi, và từ ngoài 30 tuổi trở ra thì bắt đầu là nguy cơ có thể là bắt đầu là xương bắt đầu mật độ giảm dần xuống, và khi về già thì chúng ta chỉ có lùn đi, chúng ta không thể cao được. Thế chính vì vậy cho nên là tại sao chiều cao dưới 3 tuổi nó lại rất là quan trọng như vậy, bởi vì chúng ta đều biết là các giai đoạn phát triển chiều cao thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn em bé nằm trong bụng mẹ, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn dưới 3 tuổi, và một cái giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì. Chúng ta cũng đã có rất nhiều lần nói đến cái vấn đề này rồi. Thế thì rõ ràng là cái chiều cao của trẻ dưới 3 tuổi nó vô cùng quan trọng, và nhiều công trình nghiên cứu người ta đã thấy rằng là chiều cao của em bé lúc 2 tuổi thì đã bằng một nửa chiều cao của người trưởng thành rồi. Và rất nhiều những công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chứng minh rằng là chiều cao của trẻ lúc 3 tuổi thì chúng ta đều biết là trung bình theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới thì em bé của chúng ta đến 3 tuổi thì con gái thường là phải cao độ khoảng 94-95cm, và bé trai thì cũng khoảng 95-96cm. Đấy, khoảng tầm đấy. Thế nếu như mà ta đã nghiên cứu thì người ta thấy rằng là nếu như mà đến 3 tuổi mà con mình chỉ đạt dưới 90, khoảng là 84-85 thôi, thì lớn lên kể cả bé trai cũng chỉ được trên 1,5 thôi. Vâng. Đấy, rõ ràng là rất là thấp. Thế trong khi đấy thì nếu như mà cái suy dinh dưỡng thấp còi vừa vừa, tức là chưa đạt khoảng 91-92 thôi lúc 3 tuổi, thì lớn lên cũng chỉ được 1,63-1,64 thôi. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn nuôi con đến lúc 3 tuổi mà chúng ta đo chiều cao của con được 95-96cm thì lớn lên chắc chắn cháu trên 1,7. Đấy, những công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh những điều đó. Và qua đấy thì chúng ta, và cũng rất nhiều ở các công trình người ta đã thấy rằng là người ta thấy là cái quan trọng nhất trong cái sự phát triển của cuộc đời con người đó chính là 1.000 ngày đầu đời. Vâng. 1.000 ngày đầu đời ở đây là gì? Là bao gồm 9 tháng 10 ngày em bé nằm trong bụng mẹ, và thứ hai nữa là 2 năm đầu tiên của cuộc đời, tức là năm chất và thâm thứ hai. Và tại sao năm khi nào mà em bé của chúng ta muốn con phát triển chiều cao, bà mẹ trong thời kỳ mang thai phải có chế độ ăn dinh dưỡng cân đối đầy đủ, nhất là các cái vi chất dinh dưỡng, để khi em bé sinh ra không
không bị sinh non tháng, không bị, nhất là không bị suy dinh dưỡng vào thai. Em bé có cân nặng khoảng 2 cân 8 đến 3 cân và có chiều dài 50 cm thì lớn lên cái cơ hội của cháu cao sẽ rất là lớn. Và đặc biệt là chúng ta được biết là trong cái năm đầu tiên, năm thứ nhất thì cháu, chiều cao của cháu tăng gấp rưỡi lúc sinh, tức là đến một, trong chỉ trong một năm thôi, vâng, cháu đã tăng 25 cm rồi. Thế và sau đó năm thứ nhất đến năm thứ hai, và năm thứ hai đến năm thứ ba, trong hai cái năm đấy thì mỗi năm lại tăng thêm 10 cm nữa. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nếu như em bé của chúng ta khi sinh ra khoảng 50 cm, thế thì tiếp tục sau gì ạ, tiếp tục sau có một năm nữa thôi đấy, sau một năm nữa, xong đến lúc cháu 2 tuổi, tức là năm đầu tiên là tăng 25, năm thứ hai là cháu tăng thêm độ khoảng 10 cm nữa là 35 cộng với 50, thế là ít nhất là đến 2 tuổi con phải được 85 cm, và khi nhân đôi lên thì đến lúc lớn lên là phải còn biết 7 đấy, vâng, thầm như thế. Nếu mà phát triển tốt là như thế, thế thì rõ ràng ở đây qua cái tôi phân tích như thế thì chúng ta thấy rằng là cái chiều cao ở dưới ba, việc chăm sóc dinh dưỡng cho con có cái chiều cao dưới 3 tuổi vô cùng quan trọng. Và một điều là tôi gặp rất nhiều các bà mẹ là bây giờ đến khi con đã bắt đầu vào tuổi trưởng thành rồi, ví dụ như có cháu đã vào đại học rồi, thậm chí có cháu cả tốt nghiệp đại học rồi, hay là có cháu đã thì bắt đầu mới thấy con thấp quá, thì bây giờ mới mang đến là bây giờ làm sao mà cho cháu tao cao thêm vài cm, thì chúng ta hơi là quá muộn rồi, vâng, đấy, quá muộn rồi. Lúc giờ thì nó thực sự là không còn có một cái biện pháp nào, giải pháp nào mà có thể giúp cháu có thể tăng chiều cao lên được. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái giai đoạn vàng này thì các bậc phụ huynh của chúng ta phải chú ý. Như vậy rõ ràng là muốn con cao, sau này cao lớn khỏe mạnh thì chúng ta phải chú ý chăm sóc từ khi con còn nhỏ, đặc biệt là cái giai đoạn dưới 3 tuổi thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Dạ vâng, 1.000 ngày đầu đời của trẻ là vô cùng quan trọng, và cái chiều cao của các con đấy 1 năm sau khi sinh thôi đã có thể tăng gấp rưỡi, và trong những năm tiếp theo có thể lên thậm chí là hơn 10 cm mỗi năm nữa. Và chiều cao của trẻ ở cái giai đoạn 2 tuổi thì nó sẽ gấp đôi khi mà các bé ở độ tuổi trưởng thành, và chiều cao dưới 3 tuổi như bác sĩ Lê Thị Hải cũng vừa mới phân tích, nếu như mà chúng ta có được những cái biện pháp can thiệp tốt thông qua nhiều chế độ ăn uống, dinh dưỡng sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn vân vân, thì sau này các con cũng sẽ có được một cái chiều cao rất là tối ưu. Vâng ạ, thưa bác sĩ Thủy Nguyên cũng được biết là trẻ dưới 3 tuổi thì bên cạnh chiều cao ạ, trí não của trẻ cũng phát triển rất là nhanh, và các con thì cũng đang hoàn thiện cái hệ miễn dịch của bản thân nữa. Về các vấn đề về sức khỏe của các trẻ mà hay gặp ở trong cái giai đoạn dưới 3 tuổi, nó ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của trẻ trong cái giai đoạn này cụ thể như thế nào, bác sĩ có thể phân tích cho các thính giả được không ạ? Vâng. Chúng ta đều biết là khi tất cả các bà mẹ của chúng ta đã nuôi con nhỏ rồi, thì tôi nghĩ là cái vất vả nhất của bà mẹ trong thời kỳ mang thai chúng ta đã vất vả rồi, nhưng mà cái vất vả hơn nữa là khi của em bé của chúng ta bắt đầu sinh ra. Và sinh ra thì lại dưới 6 tháng này còn đỡ hơn, bắt đầu từ ngoài 6 tháng trở ra thì chúng ta đều thấy là con của chúng ta rất là ốm đau, và phải đến khi con 3-4 tuổi trở đi, khi bắt đầu cháu đã đi mẫu giáo rồi, thì bắt đầu tự nhiên chúng ta thấy con chúng ta ít ốm hẳn đi, và lúc bây giờ thì bà mẹ bắt đầu mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng mà đấy là gì ạ? Đấy là với những trẻ phát triển bình thường, còn với những trẻ suy dinh dưỡng thì có khi đến lớn hơn nữa, 4-5 tuổi, thậm chí 9-10 tuổi nó vẫn cứ suốt ngày ốm đau. Thế thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta đều biết rằng là cái sự phát triển không những về cân nặng và chiều cao của các cháu xảy ra rất nhanh trong những năm đầu đời này, thì trí não cũng vậy, cũng phát triển rất là nhanh. Chiều cái tế bào não, não bộ, cái thể tích não của em bé của chúng ta lúc 2 tuổi đã bằng 80% não của người trưởng thành rồi. Đấy. Như vậy thì rõ ràng là ngay từ lúc không những là về cháu phát triển nhanh cả về thể chất, tức là cân nặng chiều cao, mà ngay cả trí não cũng phát triển rất là nhanh, đặc biệt là tăng cái thể tích khối lượng não lên rất là nhanh như vậy. Thế thì rõ ràng là cái việc chăm sóc dinh dưỡng cho con ở cái giai đoạn này thì không những giúp cho con phát triển tốt về thể chất, cân nặng chiều cao, mà giúp cho cháu còn có một cái phát triển về trí não tốt hơn nữa. Thế thì nhưng mà cái điều thì nó lại rất là khó đối với các bà mẹ của chúng ta là giai đoạn này thì con lại rất hay ốm đau. Thế thì tại sao các cháu lại hay ốm? Thì chúng ta đều biết là khi em bé của chúng ta chào đời thì cháu mới chỉ có được thừa hưởng cái hệ miễn dịch. Ở trẻ thì có hai hệ miễn dịch, người ta gọi là hệ miễn dịch thụ động và hệ miễn dịch chủ động. Vâng. Hệ miễn dịch thụ động là gì? Hệ miễn dịch thụ động tức là cái hệ miễn dịch, cái miễn dịch của em bé được truyền từ mẹ qua sau thai, qua cái thời kỳ mang thai. Cho nên chúng ta đều biết là những bà mẹ nào khỏe mạnh thì thường sinh ra em bé khỏe mạnh, bởi vì bà mẹ đã truyền cho con những kháng thể của mình, cho nên có khả năng chống đỡ lại bệnh tật. Cho nên là khi em bé chào đời, em bé đã thừa hưởng ngay được cái kháng thể sẵn có của bà mẹ. Và cái quan trọng thứ hai là khi em bé chào đời mà gái thì cái thức ăn đầu tiên tốt nhất đối với trẻ đúng chính là sữa mẹ. Và sữa mẹ, đặc biệt là sữa được tiết ra những ngày đầu sau khi sinh, thì là sữa non, là cái thành phần vô cùng quý giá, giàu chất đạm, giàu vitamin A, và đặc biệt chứa các chất kháng khuẩn, chứa kháng thể giúp cho em bé của chúng ta có thể phòng ngừa bệnh tật rất tốt. Cho nên chúng ta thấy là khi mà em bé chào đời được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì hầu như các cháu rất là khỏe mạnh mà không bao giờ ốm đau cả. Thế nhưng mà cái kháng thể thụ động đó thì nó lại chỉ duy trì không được lâu. Ví dụ như các cái kháng thể như IgA, IgM, IgG từ sữa, từ máu của bà mẹ truyền cho con qua thời kỳ bào thai thì đến tháng thứ 3
khi khẹo được 3 tháng tuổi thì bắt đầu đã giảm dần rồi, và đến tháng thứ 6 thì gần như không còn nữa. Thế và chúng ta đều biết là sữa mẹ cũng vậy, thì khi mà 6 tháng bà mẹ còn ở nhà cho con bú hoàn toàn thì cháu được hưởng sữa mẹ, và đặc biệt là cháu được bú ngay sau khi sinh để được hưởng cái sữa non. Thế nhưng mà đến 6 tháng thì chúng ta đều biết là bà mẹ thì bắt đầu đi làm, cho nên con bắt đầu ăn dặm, và ăn dặm thì cũng lại đồng nghĩa với việc bé bắt đầu phải tiếp xúc với cả thức ăn bên ngoài vào, thì các cái nguy cơ nhiễm khuẩn từ thức ăn bên ngoài, từ môi trường sống bên ngoài. Em bé của chúng ta lúc này đã bắt đầu biết bò, biết ngồi và biết cái gì cũng cho vào mồm, cho nên là cái nguy cơ nhiễm khuẩn từ thức ăn bên ngoài cũng rất là cao. Trong khi đấy thì hệ miễn dịch thụ động từ mẹ truyền sang qua thời kỳ bào thai cũng như là sữa mẹ đã giảm đi rất là nhiều rồi. Lúc này em bé của chúng ta phải tự mình sản xuất ra kháng thể để chống lại các tác nhân gây bệnh, chúng ta gọi là hệ miễn dịch chủ động. Nhưng cái hệ miễn dịch này thì bắt đầu mới hình thành và phải đến 3-4 tuổi nó mới hoàn thiện. Thế chính vì vậy cho nên là em bé của chúng ta có cái khoảng, người ta gọi là khoảng chống miễn dịch. Thì khoảng chống miễn dịch là gì? Khoảng chống miễn dịch tức là thời gian giao thoa giữa hai hệ miễn dịch thụ động và hệ miễn dịch chủ động. Hệ miễn dịch thụ động thì bắt đầu giảm dần và gần như mất hết đi, và hệ dịch chủ động mới hình thành và phải 3-4 tuổi mới hoàn thiện. Cho nên là cái khoảng từ 6 tháng cho đến 3 tuổi thì có người ta gọi là cái khoảng chống miễn dịch. Và do có cái khoảng chống miễn dịch này cho nên các bạn đều thấy là các bé rất hay ốm đau, hết viêm tai, viêm mũi, viêm họng, rồi lại rối loạn tiêu hóa, rồi lại tiêu chảy. Và đặc biệt nữa là còi xương có thể gặp ở lứa tuổi này, và còi xương ở giai đoạn này thì có thể dẫn đến tình trạng để lại những cái di chứng về sau, và đặc biệt là dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ khi đã trưởng thành. Thế thì cái nguyên nhân tại sao thì thứ nhất là do hệ miễn dịch còn non yếu, cái thứ hai là do có cái khoảng chống miễn dịch như vậy. Thế rồi tại sao cháu cũng rất hay bị rối loạn tiêu hóa, bởi vì cũng như các cái hệ cơ quan khác trong cơ thể thôi, khi em bé còn nhỏ thì tất cả các cái hệ thống từ hệ tiêu hóa, tiết niệu, tất cả các thứ đều còn rất là non yếu, cho nên là cái việc tiết ra các cái men tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn cũng vậy, cũng rất là kém. Cho nên là chúng ta đều thấy là em bé chỉ cần ăn một cái thức ăn nhiễm khuẩn một chút, hay là ăn bà mẹ cho ăn không đúng cách, ăn quá nhiều chẳng hạn, thì đều có thể dẫn đến cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của trẻ. Cho nên là khi các mẹ của chúng ta nuôi con nhỏ ở dưới 3 tuổi thì cái việc mà con suốt ngày ho sốt, viêm họng, viêm phế quản, viêm VA, rồi cho đến tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa thì tôi nghĩ là cái bệnh thường gặp nhất ở trẻ dưới 3 tuổi. Và chính hai cái yếu tố này là cái khó khăn, cái vất vả nhất cho các bà mẹ của chúng ta cũng muốn nuôi con khôn cao lớn khỏe mạnh đấy. Thế nhưng mà vì nếu mà chúng ta không chuẩn bị cho bé một cái hệ miễn dịch tốt, không chuẩn bị cho bé có một cái hệ tiêu hóa tốt, thì con của chúng ta nếu mà gặp phải những cái vấn đề đó thì chắc chắn cháu sẽ không ăn được, cháu sẽ bị rối loạn tiêu hóa, cháu sẽ bị suốt ngày bị dùng kháng sinh rồi lại dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Và cũng đã rất nhiều lần chúng ta đã nói đến cái vòng xoắn bệnh lý, tức là em bé của chúng ta khi không ăn được hay rối loạn tiêu hóa dẫn đến không hấp thu được chất dinh dưỡng, dẫn đến suy dinh dưỡng thì hệ miễn dịch suy giảm, lại càng hay ốm, và hay ốm thì lại không ăn, cứ thế nó tạo thành cái vòng xoắn không thể nào mà cắt ra được. Thế cho nên tôi nghĩ là đây là cái giai đoạn mà rất vất vả của bà mẹ, nhưng mà nếu như chúng ta biết cách chăm sóc con, chúng ta tạo cho bé một cái hệ miễn dịch tốt, chúng ta tạo cho bé và có một cái hệ tiêu hóa tốt, thì con của chúng ta sẽ phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Dạ vâng ạ, có rất nhiều những bà mẹ của chúng ta đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng đang nuôi con nhỏ trong cái giai đoạn vàng dưới 3 tuổi này. Có thể là các chị em đang nuôi theo bản năng hoặc là theo kinh nghiệm của những người đi trước thôi. Nếu như mà chúng ta có thêm những cái kiến thức rất là đúng đắn và khoa học như thế này, tức là trẻ dưới 3 tuổi thì là cái thời gian mà chiều cao sẽ phát triển rất là nhanh và hệ miễn dịch thì đang hoàn thiện, nắm được những cái nguyên tắc cơ bản để chúng ta có những cái biện pháp tác động phù hợp nhất, thì sẽ giúp các con có được một cái chiều cao tối ưu cũng như là một cái sức đề kháng và một cái sức khỏe tốt nhất trong cái giai đoạn vàng này. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Hải ạ, cũng là một cái băn khoăn của rất nhiều người thôi, đó là cái giai đoạn dưới 3 tuổi trẻ phát triển chiều cao rất là nhanh. Thế nhưng mà bố mẹ mà thể trạng nó thấp, còi, thì liệu là cái gen thấp của bố mẹ như vậy nó có ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ ở cái giai đoạn dưới 3 tuổi nói riêng và cũng như là chiều cao lúc trưởng thành hay không ạ? Vâng, thực ra thì khi nói đến cái vấn đề phát triển chiều cao thì chúng ta cũng thường hay nói đến cái vấn đề yếu tố di truyền. Rất nhiều các ông bố và mẹ của chúng ta khi thấy con thấp còi thì bố mẹ thấp thì hay là ông bà thấp chẳng hạn thì nghĩ ngay là đây là nguyên nhân là do gen rồi. Chứ không phải là tại vấn đề gì hết, cho nên là thôi bảo vì bố mẹ thấp thì lấy đâu giờ con cái cao, thì cái quan niệm của chúng ta bấy lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ như vậy. Thế thì cái điều đó thì có đúng hay không, thì thực ra thì chúng ta cũng không phủ nhận được cái vai trò của yếu tố di truyền đối với chiều cao. Đấy, yếu tố di truyền cũng đóng một vai trò quan trọng với phát triển chiều cao. Thế nhưng cái yếu tố di truyền đó thì các nghiên cứu người ta thấy rằng là nó chỉ đúng với những cái nước đã phát triển rồi thôi. Tức là những cái nước đã phát triển, tức là người ta đã có cái điều kiện kinh tế rất là tốt rồi, cái chế độ dinh dưỡng của người ta cho các cháu rất là đảm bảo rồi, rồi người ta có một cái môi trường sống trong lành đấy, rồi người ta có tất cả những cái điều kiện khác để cho em bé có thể hoạt động vui chơi thể dục thể thao, như tất cả cái điều kiện sống rất tốt rồi, thì cái yếu tố di truyền thì đúng là đối với các nước đã phát triển thì nó phải đóng góp đến 80%
và là yếu tố quyết định đến cái vấn đề phát triển chiều cao. Thế nhưng mà đối với nước như là nước đang phát triển như nước chúng ta đấy, thì cái yếu tố di truyền lại không phải là quyết định. Bởi vì làm sao? Bố mẹ ông bà của chúng ta ngày xưa thấp còi là vì ngày xưa chúng ta đói ăn, là vì chúng ta thiếu chất dinh dưỡng, chúng ta thiếu dinh dưỡng để chúng ta không có điều kiện sống, nó không được tốt đấy. Ví dụ như là ngày xưa bố mẹ ông bà chúng ta sống ở quê, làm việc vất vả từ bé rồi không được ăn uống thiếu thốn đầy đủ thì còi thôi, chứ còn nếu giả sử được ăn uống chăm sóc đầy đủ thì chắc cũng không còi. Thế chính vì vậy cho nên là cái yếu tố di truyền đối với những cái nước đang phát triển như nước chúng ta, trong đó có nước chúng ta, thì yếu tố di truyền chỉ đóng góp có hơn 20% thôi, chính xác là khoảng 22-23%. Trong khi đó thì yếu tố dinh dưỡng mới là yếu tố quan trọng, đóng góp tới hơn 30%, tới 33%. Và còn những cái yếu tố khác nữa như là cái môi trường sống, chúng ta đều biết là nếu như em bé được sống trong môi trường trong lành đấy, không có khói bụi, không có bụi bẩn, thế rồi là được ăn những thực phẩm sạch các thứ vân vân, thì các cháu sẽ gì, chắc chắn là sẽ phát triển tốt. Thế rồi là các cháu được quan tâm đến giấc ngủ, được quan tâm đến cái vấn đề vận động, được bố mẹ chăm sóc đúng cách, chú trọng đến cái vấn đề giấc ngủ, chú trọng đến vấn đề vận động cho bé từ bé, rồi vận động vật chất thể thao, thì hai cái yếu tố còn lại, những yếu tố đó phải đóng góp hơn 40% nữa cơ đấy. Thế thì chính vì vậy cho nên qua đấy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là yếu tố di truyền không phải là quyết định đấy. Trên thực tế tôi đã gặp rất nhiều các ông bố bà mẹ không cao, thế nhưng mà quan tâm đến con và cũng chỉ vì lo là con mình sau này cũng thấp như mình, cho nên là rất là chăm chỉ đưa con đến khám tư vấn từ rất còn nhỏ. Thế và sau đó thì quả nhiên là cháu đã đạt được chiều cao như mong muốn. Đương nhiên thì cũng không thể nói là bố mẹ thấp thì con thể cao đến 1m7, 1m8 như là những người mẫu diễn viên được, nhưng mà ít nhất cháu cũng phải cao hơn bố mẹ. Vâng. Cao hơn bố mẹ rất nhiều. Ví dụ như tôi đã gặp có những bố mẹ có khi chỉ bố thì chỉ 1m6, hơn 1m6, mẹ thì có khi chưa được 1m5, nhưng mà con có thể cũng xích xoát 1m7 đấy. Tôi đã gặp những trường hợp như vậy. Thế nhưng trường hợp đấy thì những bố ông bà và đặc biệt những bà mẹ đó rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cũng như là vận động của con đấy. Thế chính vì vậy cho nên là cháu vẫn có thể cao lên được. Thế thì đối với trẻ dưới 3 tuổi thì cái chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Như tôi đã nói ở trên, cháu phát triển rất nhanh như vậy thì cần phải được cung cấp đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng, và đặc biệt ngoài cái việc cho con ăn đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng cơ bản như chất đạm, chất béo, vitamin, thì cái nhóm vitamin và khoáng chất là vô cùng quan trọng. Và đặc biệt chúng ta phải chú trọng quan tâm đến các cái vitamin và khoáng chất mà có tác dụng rất tốt để tăng chiều cao cho trẻ, đó là canxi, đó là vitamin D3, đó là MK7, rồi các khoáng chất khác như là kẽm, magie, các thứ vân vân rất là quan trọng đấy. Và bên cạnh cái chế độ dinh dưỡng đó thì chúng ta đều biết là cái chế độ vận động, môi trường sống và giấc ngủ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thế rồi tạo cho bé có một cái hệ miễn dịch tốt, tại vì trẻ dưới 3 tuổi như tôi đã phân tích ở trên, do cái hệ miễn dịch của non yếu, có cái khoảng trống miễn dịch đấy, các cháu rất hay ốm đau, cho nên nếu mà chúng ta tạo cho con có một cái hệ miễn dịch tốt, cháu không ít bị ốm đau hơn, thì tất cả những cháu nào nó không ốm đau, nó khỏe mạnh, nó không phải dùng kháng sinh, nó không phải gì, không phải đi viện, thì chắc chắn nó sẽ cao lớn khỏe mạnh hơn những cái cháu mà suốt ngày ốm đau. Thế đấy là cái điều mà chúng ta đều biết. Thì cho nên là tôi cũng qua đây thì cũng rất là mong những bố ông bố bà mẹ nào mà chẳng may chúng ta không được chiều cao, được cái chiều cao lý tưởng như là mong muốn, thì chúng ta vẫn có thực quyền hy vọng con của chúng ta vẫn có thể cao nếu như chúng ta biết cách chăm sóc con một cách tốt nhất. Vâng ạ, như vậy là để giải đáp câu hỏi của rất là nhiều người, bố mẹ thấp thì con có thể cao được cái chiều cao tối ưu không, thì hoàn toàn là có. Thế nhưng mà bằng cách nào thì cũng không phải là dễ đâu quý vị ạ. Chúng ta vừa mới nghe đến những cái yếu tố mà có thể can thiệp như là dinh dưỡng này, như là chế độ vận động, môi trường sống và giấc ngủ, cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với bác sĩ Lê Thị Hải cùng phân tích từng cái yếu tố trên đây, làm thế nào để có thể giúp các bé phát huy được tối đa cái tiềm năng trong chiều cao di truyền. Thì đầu tiên là chúng ta phải nói tới cái cách nuôi dưỡng và chế độ dinh dưỡng ạ, chiếm 33% để có thể tác động cải thiện cái chiều cao của các bé. Vậy thì làm thế nào để trẻ phát triển toàn diện cao lớn, những cái dưỡng chất nào sẽ cần chú trọng bổ sung và có thể tìm thấy ở đâu thưa bác sĩ Lê Thị Hải? Thế thì bây giờ chúng ta đều biết là thôi, yếu tố di truyền thì chúng ta có muốn tác động cũng không thể tác động được rồi. Thì vậy còn những cái yếu tố còn lại thì tôi nghĩ là cái yếu tố về dinh dưỡng này chúng ta tác động dễ nhất. Đấy. Các bạn đều thấy rằng là một cái điều hiển nhiên, cũng đã rất nhiều lần tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ không cần so sánh với nước ngoài mà chúng ta chỉ cần so sánh với ngay cả người Việt Nam của chúng ta thôi, thì rõ ràng là chúng ta ví dụ như là cũng có cùng bố mẹ là nguồn gốc, ví dụ như cùng ở sống ở quê. Thế nhưng mà chúng ta thoát đi ra thành phố, chúng ta sống ở thành phố. Thế thì con cái của chúng ta rõ ràng so với anh chị em họ của nó ở quê là nó cao hơn hẳn một cái đầu. Và tôi đã gặp cao hơn hẳn chục cm luôn, cùng một lứa tuổi như vậy. Rõ ràng là khi chúng ta về quê có việc dỗ Tết hoặc gì đấy thì rõ ràng con của chúng ta đứng với các anh chị em họ của nó cùng quê là nó cao hơn hẳn một cái đầu. Thì điều đó chứng tỏ gì? Điều đó chứng tỏ là cái chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Thế thì các cháu ở ngoài thành phố hay là bố mẹ có điều kiện
có thời gian chăm sóc con hơn, chắc chắn con sẽ phát triển cao hơn. Thế thì cái vấn đề phát triển về cái cách nuôi dưỡng ở đây thì tôi vẫn xin nhắc lại là thứ nhất là các cháu phải được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, trong đó có ăn đủ năng lượng hàng ngày, đủ chất đạm, đủ chất béo, và đặc biệt chú trọng quan trọng nhất là chúng ta cung cấp đầy đủ cho con các cái vitamin và khoáng chất, mà hàng đầu đó là canxi, vitamin D3, MK7 và các cái khoáng chất khác như là kẽm, magie, sắt, các thứ vân vân. Thì đấy là những cái khoáng chất rất là quan trọng giúp cho trẻ phát triển chiều cao. Khi mà cháu thiếu những cái khoáng chất này thì chúng ta đều biết là em bé của chúng ta dưới 3 tuổi nó cũng như dấu hiệu còi xương, dụ ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi, thế rồi là chậm phát triển về chiều cao, chậm vận động, đấy tất cả những yếu tố đấy. Khi thiếu này thì khi bé cháu bị còi xương, và còi xương thì lớn lên cháu cũng không thể phát triển chiều cao được. Cái thứ hai là chúng ta đã nói đến rồi, là em bé của chúng ta dưới 3 tuổi thì do cái sức đề kháng còn rất là yếu, cho nên là cái việc tăng cường hệ miễn dịch cho các cháu rất là quan trọng. Thế thì để tăng cường hệ miễn dịch cho con thì các mẹ cần phải gì? Thì đầu tiên, cái yếu tố hàng đầu là khi chúng ta sinh con ra, chúng ta phải cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt là cho con bú ngay những giờ đầu sau sinh, là để tận dụng được cái nguồn sữa non rất là quý giá được tiết ra ngay những ngày đầu sau khi sinh cho con. Và tiếp tục cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, và tiếp tục đến giai đoạn ăn bổ sung. Chúng ta cho bé ăn bổ sung hợp lý, ăn cân đối đầy đủ, chú trọng cung cấp các cái vitamin và khoáng chất như tôi đã nói ở trên. Thế và trong cái trường hợp mà chẳng may mẹ bị thiếu và mất sữa, hay là trong trường hợp mà khi mà cháu đã khoảng trên 6 tháng rồi, mẹ bắt đầu đi làm rồi, thì cái nguồn sữa mẹ không được cung cấp nhiều hơn, thì các bạn có thể tăng cường miễn dịch bằng cách chúng ta có thể bổ sung thêm những cái dưỡng chất, những cái thực phẩm, những cái thực phẩm chức năng mà có chứa những cái sản phẩm như là Immun Alpha. Đấy, hay là bổ sung thêm sữa non, tức là colostrum đấy, rồi bổ sung thêm chất xơ hòa tan đấy. Thế thì tất cả những cái đấy chúng ta có thể bổ sung thêm những cái thành phần đó vào thì cũng có tác dụng giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho cháu. Thứ hai là trong cái trường hợp mà con và các bạn thường xuyên bị đi ngoài phân sống, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, rồi là biếng ăn, kém hấp thu, lúc thì táo bón, lúc thì đi lỏng, các thứ vân vân, do cái hệ tiêu hóa của cháu cũng chưa tốt, thì chúng ta có thể bổ sung thêm men vi sinh. Đấy, thì đấy là những cái giải pháp mà chúng ta có thể can thiệp được bằng chế độ dinh dưỡng, cũng như là can thiệp được bằng bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng để chúng ta giúp cho con có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cũng như là giúp cho con có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Như vậy thì cháu sẽ ít bị ốm đau và không bị rối loạn tiêu hóa, cũng không bị ốm đau hơn, thì chắc chắn là cháu sẽ ăn uống tốt hơn, ngủ tốt hơn, và chắc chắn là cháu sẽ có phát triển chiều cao cũng như là cân nặng sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ, như vậy về vấn đề dinh dưỡng là chúng ta sẽ cần phải đặc biệt chú ý tới 3 yếu tố. Thứ nhất là làm sao dinh dưỡng để phát triển chiều cao và thể lực cho các con. Thì lưu ý tới vitamin và các cái vi chất dinh dưỡng là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, để tăng sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý bổ sung. Và cuối cùng nữa, để giúp cho trẻ có được một hệ tiêu hóa khỏe, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn và hấp thu tốt hơn chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những cái biện pháp để giúp trẻ phát triển toàn diện và có được một cái chiều cao cũng tốt hơn, lý tưởng hơn. Thưa bác sĩ Lê Thị Hải, chúng ta cũng vừa mới được nghe bác sĩ chia sẻ về vấn đề là bên cạnh chế độ dinh dưỡng cân đối thì cần phải bổ sung những cái dưỡng chất quan trọng như là canxi nano, như là D3, MK7 hay là kẽm chẳng hạn. Và ngoài ra nữa thì để tăng sức đề kháng thì chúng ta còn có thể là kết hợp với Immun Alpha hay là colostrum giúp bé khỏe mạnh và cao lớn ạ. Thưa bác sĩ, tại sao mà chúng ta lại cần có cái sự đồng hành của MK7 với canxi và D3 thì trẻ mới có thể nhận hết được những cái chất cần thiết cho sự phát triển của hệ xương ạ? Vâng. Thì chúng ta đều biết là khi mà chúng ta bổ sung canxi cho con, khi nói đến phát triển chiều cao thì thường các mẹ của chúng ta cũng nghĩ ngay đến việc là phải bổ sung canxi cho con. Điều đó thì hoàn toàn là đúng, bởi vì chúng ta đều biết là canxi trong cơ thể của chúng ta thì 99% là tập trung ở xương và răng. Đấy, chỉ có 1% lưu hành trong máu thôi, nhưng mà 1% đó nó cũng rất là quan trọng. Thế thì khi mà canxi muốn hấp thu, nhưng mà canxi trong thức ăn thì chúng ta có thể cho con uống sữa, có thể ăn tôm, cua cá, những loại tôm, cua cá, ăn được cả vỏ, cả xương, rồi các loại rau xanh cũng rất nhiều canxi. Thế nhưng mà bổ sung canxi thì canxi nó lại không tự đi vào trong cơ thể được, mà nó phải cần có một cái chất đó là vitamin D3 để hấp thu canxi từ thức ăn chúng ta, từ ruột vào trong máu. Thế nhưng mà khi canxi đưa vào trong máu thì tự nó cũng không thể nào mà tự nó di chuyển đến xương được. Đấy. Thế chính vì vậy nó lại phải cần có một cái protein để vận chuyển canxi. Thế thì cái protein này thì nó có tên là oscalcin, nó nằm trong tế bào của tủy cốt bào, mà nó lại gì ạ? Nó lại được tăng tổng hợp bởi một cái chất gọi chính là vitamin D3. Đấy, vitamin D3 vừa tăng cường hấp thu canxi, thứ hai lại vừa tăng cường tổng hợp cái Immun Alpha, cái protein vận chuyển canxi, oscalcin này. Thế nhưng mà trong khi đó thì nó lại, khi mà như thế, nó lại ở cái thể bình thường, nó lại ở cái thể không hoạt động, tức là nó không có vai trò để vận chuyển canxi, nhưng mà nó lại phải nhờ sự kích hoạt của một cái chất gọi là MK7.
Đấy, MK7 là một vitamin K2 có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thì cái MK7 này nó mới tác động vào cái protein vận chuyển canxi là oxy canxi, nó chuyển từ thể hoạt động, từ thể không hoạt động sang thể hoạt động. Và khi sang thể hoạt động này thì cái protein này nó mới vận chuyển đưa canxi vào trong xương. Như vậy thì có thể nói là cái sự phối hợp đồng bộ của cái bộ 3 MK7, vitamin 3 và canxi là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta thiếu một trong ba thứ này thì đều không được cả. Đấy, cũng giống như là cái kiềng ba chân ấy. Vâng. Thế và đặc biệt là người ta ví MK7 như là một cái người lái xe dẫn đường vậy. Đấy, khi mà xe mà không có người lái thì nó cũng không biết đường nào mà nó đi cả. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là nó như là một người dẫn đường như vậy. Và khi mà có một liều rất là hay là MK7 thì kích hoạt cái protein vận chuyển canxi, đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, đó là hệ xương. Đấy. Thế nhưng mà nó lại đưa được canxi ra khỏi những nơi cơ thể của chúng ta không cần, ví dụ như là các cái mô mềm mạch máu để tránh cái sự hôi hóa mô máu hoặc mạch môi cái mô hoặc là cái mạch máu. Ví dụ như là canxi hóa chẳng hạn có thể gây cái tình trạng sơ vữa động mạch, đặc biệt là đối với người cao tuổi rất là nguy hiểm. Thế hay là ví dụ như canxi mà lắng đọng nhiều quá ở hệ tiết niệu thì có thể gây lên cái tình trạng sỏi thận tiết niệu. Thế như vậy thì vai trò của MK7 là vô cùng quan trọng. Nó như là người dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, và đồng thời nó lại gì ạ? Nó lại đưa canxi ra nơi cơ thể của chúng ta không cần. Thế chính vì vậy cho nên là muốn giúp cho con phát triển chiều cao, có một hệ xương phát triển tối ưu, thì khi các bà mẹ chúng ta khi bổ sung cho con thì chúng ta phải bổ sung đồng thời bộ 3, vitamin D3, MK7 và canxi. Chứ nếu chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi hoặc bổ sung một mình vitamin D3 thì chưa đủ. Dạ vâng, đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta vẫn nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bậc phụ huynh rằng họ đã bổ sung canxi cho con rồi qua những cái lộ trình có thể là 3 tháng, 6 tháng chẳng hạn. Thế nhưng mà cũng chưa nhận thấy được những cái sự chuyển biến tích cực từ phía các con. Nguyên nhân là bởi vì nếu như chỉ bổ sung canxi thôi thì cũng rất là khó để cơ thể của trẻ có thể hấp thu được tối ưu canxi vào xương, mà cần phải đến cái bộ 3, D3 và MK7 nữa kết hợp cùng với canxi. Vâng, đó chính là cái yếu tố để có thể giúp các con phát triển được chiều cao. Bên cạnh đó thì sao ạ? Trong cái giai đoạn dưới 3 tuổi thì chúng ta cũng cần phải giúp trẻ có được tăng cường cái sức đề kháng thông qua việc bổ sung những cái dưỡng chất như là immun alpha, colostrum hay là fos chẳng hạn. Thưa bác sĩ Lê Thị Hải, những cái yếu tố trên đây thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái giai đoạn phát triển này của trẻ, và nên phối hợp ra làm sao để có thể tăng được sức đề kháng cho các con ạ? Vâng. Khi mà chúng ta cho trẻ bổ sung canxi rồi vitamin D3 hay là MK7. Thế nhưng mà nếu như mà sao ạ? Nếu như mà cháu lại suốt ngày ốm đau thì chắc chắn là cháu cũng không thể nào mà ăn được, cũng uống được, thậm chí có những cháu muốn uống sữa cũng không uống được, hay là muốn ăn thức ăn khác các thứ cũng không ăn được. Thế thì khi vấn đề đó thì do cái sức đề kháng của cháu nó có yếu, khi chúng ta cũng thế thôi, ngay cả người lớn khi chúng ta ốm chúng ta cũng không có cảm giác muốn ăn, và rất là nhất là các cháu bé khi mà đã bị ốm rồi thì hầu như là cháu bỏ ăn. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà tăng cường sức đề kháng cho các cháu vô cùng quan trọng. Chúng ta chỉ có cứ biết bổ sung như thế nhưng con chúng ta có ăn được đâu, hay là ví dụ như là các cháu lại suốt ngày bị rối loạn tiêu hóa chẳng hạn thì cũng không hấp thu được. Đấy, ví dụ như là con lại thường xuyên đi ngoài phân sống này, hay là thường xuyên bị táo bón này, tiêu chảy từ vân vân, thì dù bà mẹ có bổ sung vitamin D, có bổ sung canxi, có bổ sung MK7, chúng ta cũng không thấy có hiệu quả. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta phải phối hợp thêm cả cái vấn đề là bổ sung những cái dưỡng chất mà tăng cường sức đề kháng cho các cháu nữa. Tăng cường sức đề kháng có ý nghĩa gì? Có nghĩa là khi mà cháu có sức đề kháng tốt thì cháu sẽ không bị ốm, mà không bị ốm thì chắc chắn là cháu sẽ ăn ngon hơn, đúng không ạ? Không bị rối loạn tiêu hóa, không bị làm sao cả, rồi không bị ho, không bị sốt, không phải dùng kháng sinh nữa thì chắc chắn là cháu sẽ ăn tốt hơn. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta bên cạnh cái việc bổ sung những cái dưỡng chất để tăng phát triển chiều cao cho các cháu thì chúng ta cũng cần phải bổ sung những cái dưỡng chất mà có thể tăng cường sức miễn dịch, tăng cường cái hệ miễn dịch, sức đề kháng cho các cháu nữa. Vâng ạ. Thế thì tất cả những cái dưỡng chất trên đây chúng ta có thể tìm được ở đâu thưa bác sĩ ạ? Vâng. Thì thực ra thì chúng ta đều biết là nếu như mà một lúc mà chúng ta phải dùng rất nhiều các cái thành phần nào thì canxi nano, vitamin D3, MK7, thế rồi là immun alpha, colostrum, rồi là fos các thứ, thì một lúc mà cháu phải uống rất là nhiều thứ như này thì tôi nghĩ là có khi chắc các bà mẹ cũng quay chóng mặt, không biết nhớ và cũng không biết cho con uống vào lúc nào, đúng không ạ? Thì cũng rất là may là bên cạnh chúng ta đều biết là thức ăn thì có chứa canxi, thế rồi cho bé tắm nắng thì có thể có vitamin D. Thế nhưng mà ví dụ như là cái MK7 thì cũng rất là khó có trong thức ăn, nhưng mà cái thức ăn đó thì em bé của chúng ta gần như là chưa ăn được. Theo như tôi được biết thì MK7 có nhiều nhất ở trong cái món gọi là món natto của Nhật Bản, tức là cái đậu nành lên men ấy là nhiều nhất. Thế nhưng mà cái món ăn thì thứ nhất là trẻ em cũng không ăn được, người lớn của chúng ta nhiều khi là cũng không quen ăn cái món đấy. Dạ. Hay là tôi cũng có vitamin K27, MK7 cũng có trong một số các loại hạt như là đậu tương hay dạ, là trong các loại rau. Thế nhưng mà các cháu nó còn nhỏ nó cũng không ăn được. Thế là thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như cái chất như là immun alpha hoặc colostrum, tức là thành phần sữa non ấy, thì cũng trong
trong thức ăn thì chúng ta cũng không phải là chúng ta có thể tìm được thấy. Thế thì cũng rất là may là hiện nay trên thị trường có một cái sản phẩm gọi là Privitin của công ty dược phẩm Dinh Gia, Privitin 2, là có chứa đầy đủ những dưỡng chất ở trên. Tức là bà mẹ của chúng ta chỉ cần cho con uống một loại này thôi thì đã cung cấp được đầy đủ canxi nano, vitamin D3, MK7 đấy, để giúp cho bé phát triển chiều cao tốt. Và thứ hai nữa là ngoài cái thành phần này ra thì trong cái Privitin 2 lại có chứa một cái nhóm dưỡng chất thứ hai để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đó là Immun Alpha và Coletium. Vâng. À, Immun Alpha và Coletium thì lại có rất là thì lại có ở trong cái thành phần ngay cả trong cái gói sản phẩm Privitin 2 này. Thế cho nên là các mẹ chỉ cần cho con uống một thứ nhưng mà chúng ta lại có thì có hai mục đích luôn. Dạ vâng. Đấy, có nghĩa là vừa bổ sung được những dưỡng chất cho sự phát triển chiều cao, và thứ hai là vừa bổ sung được Immun Alpha và Coletium, là những hai thành phần mà tăng cường cái sức đề kháng cho trẻ, giúp cho trẻ ít bị ốm đau hơn. Dạ vâng ạ. À, và trong cái giai đoạn trẻ dưới 3 tuổi thì bác sĩ cũng có nói là chúng ta cần phải chú trọng để có thể là phát triển chiều cao cho các bé thật là tốt và tăng cường hệ miễn dịch nữa. Bên cạnh đó vẫn còn một yếu tố đó là hệ tiêu hóa của các con. Nếu như mà hệ tiêu hóa không khỏe mạnh thì có lẽ là mọi cái nỗ lực để cải thiện chiều cao và hệ miễn dịch nó đều không thành công rồi. À, thế thì đối với cái hệ tiêu hóa, thưa bác sĩ Lê Thị Hải, chúng ta sẽ rất là hay gặp phải những cái vấn đề như trẻ biếng ăn, kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, thì chúng ta nên sử dụng thêm những cái sản phẩm gì, ví dụ như là men vi sinh, rất nhiều người lựa chọn, thì nó có tác dụng ở trong những cái trường hợp kể trên hay không, và nên lựa chọn cái men vi sinh như thế nào là tốt nhất ạ? Vâng, thì như tôi đã nói rồi, đối với em bé từ 6 tháng cho đến 3 tuổi thì các vấn đề các bà mẹ của chúng ta gần như bà mẹ nào cũng gặp phải, đó là cái tình trạng biếng ăn, rối loạn tiêu hóa và hay ốm vặt ở con trẻ. Thế thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Thì nếu như mà vấn đề để phòng ngừa còi xương cũng như là tăng phát triển chiều cao thì chúng ta bổ sung các dưỡng chất canxi nano, vitamin D3, MK7, rồi tăng cường hệ miễn dịch thì chúng ta bổ sung thêm các dưỡng chất như là Immun Alpha, Coletium, vân vân. Thế thì còn cái vấn đề về rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, kém hấp thu thì chúng ta có thể bổ sung thêm kẽm, bổ sung thêm, đặc biệt nữa là chúng ta có thể bổ sung thêm men vi sinh. Thế thì trên thị trường hiện nay thì các bạn đều biết là có rất nhiều các cái loại men vi sinh khác nhau của rất nhiều các cái công ty, rất nhiều hãng sản xuất. Thế nhưng mà phải nói là men vi sinh mà để có một cái phát huy tác dụng tốt nhất thì chúng ta lại nên chọn cái men vi sinh ấy, nó phải đạt được những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là cái men vi sinh đó nó phải được có nguồn gốc từ thiên nhiên. Tức là từ tự nhiên thì là tốt nhất, bởi vì sao? Cái gì từ tự nhiên thì chúng ta cũng là an toàn hơn và chúng ta bổ sung lâu dài, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái nguyên tắc thứ hai là nó phải được sản xuất theo một công nghệ đặc biệt. Công nghệ đặc biệt ở đây gì? Công nghệ Lab 2 Pro, tức là cái công nghệ mà nó đảm bảo được cho những cái con vi khuẩn sống đó làm sao ạ? Vẫn có thể sống sót được qua cái dịch vị axit dạ dày cũng như là dịch mật để được hoàn an toàn vào trong hệ tiêu hóa, đặc biệt là xuống đến ruột non và ruột già, nó sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở ra để nó cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột, chống cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ, rồi lại kích thích ruột tăng cường sản xuất thêm một số enzyme tiêu hóa giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn. Và cái điều quan trọng thứ ba là cái men vi sinh đó nó phải có chứa đủ hai thành phần. Chúng ta được biết là men vi sinh là gì? Men vi sinh ở đây là cái men mà khi chúng ta bổ sung những vi khuẩn có lợi, hay chúng ta còn gọi là các probiotic, là những cái vi khuẩn có lợi mà khi đưa vào trong cơ thể thì sẽ mang lại cái lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Đấy. Thì những cái và cái thứ hai nữa là nó phải chứa thêm một cái thành phần thứ hai, chính là cái thành phần phốt ở đây, tức là cái thành phần chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan ở đây thì nó có tác dụng gì? Chất xơ hòa tan ở đây chính là cái fructooxysaccharide và inulin, là hai cái chất xơ hòa tan, thì nó có tác dụng là nó là cái thức ăn để nuôi những con vi khuẩn này. Như vậy thì trong thành phần của cái men vi sinh mà có chứa đồng thời cả hai thành phần thì nó rất là có tác dụng, là thứ nhất là nó đồng hành, và như vậy thì khi mà men vi sinh được vào đến trong ruột rồi thì nó lại có thức ăn ăn luôn, thì men vi sinh những cái con vi sinh vật có lợi này lại tiếp tục sinh sôi nảy nở lên, và như vậy số lượng nó tăng lên thì nó sẽ có tác dụng ngăn cản các cái vi sinh vật gây bệnh và chống được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ở em bé của chúng ta. Thế cho nên là tôi nghĩ là một trong những cái sản phẩm men vi sinh hiện nay mà tôi nghĩ các cũng đã được rất nhiều các bà mẹ tin dùng, đó là Golden Lab, là cái men vi sinh nó đủ ba cái tiêu chí trên. Thứ nhất là nó có nguồn gốc được sản xuất từ cái món ăn kim chi, rất là món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc. Đấy. Cái thứ hai nữa là nó được sản xuất theo công nghệ hiện đại, là công nghệ Lab 2 Pro, đảm bảo cho probiotic, những con vi khuẩn có lợi, vẫn được sống sót hoàn toàn vào đến trong ruột. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa là nó chứa đủ hai thành phần là probiotic và prebiotic, chính là chính những cái chất xơ hòa tan đó. Thì vai trò của chất xơ này không những là thức ăn để nuôi vi khuẩn, mà thứ hai nữa nó còn giúp cho
cơ thể của trẻ, đặc biệt là ruột, tăng tổng hợp một số vitamin. Đấy, trong đó thì ạ, trong đó là tăng tổng hợp vitamin nhóm B là giúp cho em bé của chúng ta ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Vâng. Các bà mẹ của chúng ta khi mà con miếng ăn thường hay cho con uống vitamin B1 đấy, vâng, thì vitamin nhóm B là cái con vi khuẩn này nó có thể giúp cơ thể tăng tổng hợp được, tăng tổng hợp thêm một số men tiêu hóa, ví dụ như men lactase để tiêu hóa cái đường lactose trong sữa. Rất là nhiều cháu mà khi thiếu cái men lactase thì uống sữa vào là bị tiêu chảy và bị đi ngoài. Thế thì khi mà có đủ cái men lactase đường thì em bé của chúng ta uống sữa không có vấn đề gì nữa. Đấy, đấy cái vai trò của cái chất xơ hòa tan này nó là như vậy. Và một cái điều nữa là rất nhiều em bé của chúng ta bị táo bón thì chính cái chất xơ hòa tan này nó lại có tác dụng là tăng cường nhu động ruột, tăng cường hấp thu nước vào trong lòng ruột, tránh tình trạng phân khô và tránh tình trạng táo bón ở em bé của chúng ta nữa. Và một cái điều vô cùng quan trọng nữa là lại có tác dụng tăng cường hấp thu canxi. Vậy thì khi mà chúng ta bổ sung đồng thời cái Privitin 2 là có bổ sung vitamin D, canxi, MK7 mà chúng ta lại bổ sung thêm men vi sinh nữa thì chính cái chất xơ hòa tan ở trong men vi sinh này thì nó lại giúp tăng cường hấp thu canxi. Thế như vậy thì sẽ giúp cho em bé của chúng ta vừa có các cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh và thứ hai lại hấp thu tốt các cái dưỡng chất mà khi chúng ta bổ sung vào cho con. Dạ vâng, rất là thú vị thôi, khi mà chúng ta bổ sung men vi sinh thì thực tế ra là đang đưa những cái vi khuẩn vi sinh vật có lợi vào trong cơ thể để có thể là kích thích và giúp các bé tránh khỏi được những cái tình trạng biếng ăn kém hấp thu hay là rối loạn tiêu hóa kéo dài. Và quý vị cũng vừa mới được nghe cái cách để chúng ta lựa chọn được một loại men vi sinh tốt, đó là có nguồn gốc từ tự nhiên. Cái công nghệ bào chế thì nó cũng phải an toàn để đưa những cái con vi khuẩn vi sinh vật này có lợi đi qua được bào tử của dạ dày ạ. Vâng, và cuối cùng là cái thành phần của nó nữa là phải có thêm chất xơ hòa tan. Những cái thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hữu ích dành cho các gia đình, đặc biệt là đang chăm sóc con nhỏ dưới 3 tuổi chẳng hạn, những cái biện pháp để tăng cường chiều cao cũng như là cải thiện cái hệ miễn dịch cho các con. Xin được cảm ơn quý vị cũng đã đồng hành với phần trao đổi giữa Thủy Nguyên và khách mời bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng được phát sóng trực tiếp trên kênh Sức Khỏe Joy FM từ 9:30 đến 10:30 các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu về những cái biện pháp để tăng chiều cao cho trẻ, đặc biệt là các bé dưới 3 tuổi, làm sao để có thể là phát triển được tối ưu đây. Xin được mời những câu hỏi thông qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đã kết nối với chương trình ạ. Mời thính giả hãy đặt câu hỏi. Cho bác sĩ hỏi bé tôi năm nay được 26 tháng tuổi á. Vâng. Chiều cao được 93, cân nặng 15 kg, con gái. Vâng. Rồi sao cháu hay bị sổ mũi, ho, sốt á, vài bữa khoảng tháng là bị lần, tháng bị lần. Vâng. Rồi bác sĩ tư vấn giùm. Thứ nhất là xin rất là chúc mừng anh là anh có một cô bé rất là khỏe. Nếu mà anh hay ốm nhưng mà nói về phát triển về thể lực thì cháu lại quá tốt. Vâng, hiện nay là cân nặng của cháu đã gần bằng bé 4 tuổi chứ không phải là 26 tháng. Tại vì một bé gái mà 26 tháng thì cháu chỉ cần 12 cân thôi, con anh đã những 15 cân rồi. Và thứ hai là cũng rất là may là cân nặng của cháu phát triển tốt như vậy, nhưng mà cũng đây chiều cao của cháu cũng rất là tốt. 93 cm. Vâng, 93 cm thì cũng lại có chiều cao gần bằng bé 3 tuổi rồi. Thế là bé gái lúc 3 tuổi thì là 95 cm và cũng chỉ cần có 14 kg thôi, 13 cân 9 thôi. Có nghĩa là cháu nhà anh hiện tại là tuy mới 26 tháng, thật là cháu mới hơn 2 tuổi thôi, nhưng mà cháu đã có cân nặng và chiều cao bằng bé 3 tuổi rồi anh ạ. Thế nhưng mà đáng nhẽ thì một cái điều là rất là nó không đúng theo quy luật này, đáng nhẽ một cái bé cao lớn khỏe mạnh, đáng nhẽ thì phải khỏe mạnh. Thế nhưng mà cháu lại như anh nói thì rất là hay ốm đúng không ạ? Hay hắt hơi, sổ mũi, nóng vặt. Thì tôi nghĩ là đây là có thể là do nguyên nhân cơ địa thôi anh ạ. Tức là cháu nhà anh có thể là mắc cơ địa dị ứng, không biết là bố mẹ có hay bị viêm mũi, viêm họng dị ứng hay là bị viêm da dị ứng cơ địa không? Đấy. Thế thì là bố bị viêm mũi dị ứng. À vâng đấy, thế thì đấy là nguyên nhân về bệnh dị ứng ạ, chứ nó còn không liên quan gì đến cái vấn đề thiếu chất đâu ạ. Vâng. Đấy thì cái vấn đề dị ứng này thì nói thật với anh là cũng rất là khó. Thì nói chung là phải giữ gìn cho cháu thôi. Ví dụ như là đi ra đường cái thứ đến chỗ đông người thì đi đâu là ra đường cháu phải bịt khẩu trang này, hay là dụ như thời tiết thay đổi cái thứ này phải giữ ấm cái thứ cho cháu thôi. Chứ còn thì đã là bệnh về thuộc cơ địa dị ứng thôi thì kể cả những người lớn của chúng ta đến lớn rồi thì cũng vẫn bị dị ứng, chứ cũng không thể nào có thể chữa khỏi được anh ạ. Thế cho nên là cái này thì nó không có liên quan gì đến đắm về cái vấn đề bổ sung vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì hiện nay rất nhiều những cái nghiên cứu người ta thường thấy rằng là nếu như mà em bé có thể được bổ sung thêm những cái loại vi khuẩn có lợi ấy, probiotic, men vi sinh thì cũng có thể giảm bớt cái tình trạng dị ứng của cháu đấy. Thế thì nếu có thể được thì anh cũng có thể tăng cường cái sức đề kháng cho cháu bằng cách là anh có thể dùng cho cháu thêm cái sản phẩm Privitin 2, thì trong đó nó có cái colostrum và có cái immunalpha, có tăng cường sức đề kháng là cháu nó ít ốm đau hơn. Và thứ hai là anh cũng có thể bổ sung thêm men vi sinh để
để giảm bớt cái tình trạng dị ứng ở trẻ, bởi vì người ta cũng thấy chi còn thì nếu mà bảo là chữa hẳn khỏi thì cũng khó, bởi vì đây nó là bệnh của cơ địa và có yếu tố di truyền, có tính chất gia đình rồi anh ạ. Bé ngày uống được khoảng 600ml sữa là được không? Vâng, quá được ạ. Thực ra tuổi này cháu cũng chỉ cần 500-600 thôi ạ, là quá được rồi. Nói chung là tôi đã đang nói là cái thể lực của cháu nhà anh là phát triển rất tốt, mà hiện nay mới có 26 tháng nhưng mà cháu đã có cân nặng hơn cả trẻ 3 tuổi, gần bằng 4 tuổi và chiều cao thì cũng gần bằng xích sát trẻ 3 tuổi rồi. Cho nên là cái vấn đề là còn đang lo là đừng có cho cháu ăn nhiều quá mà cháu có thể bị béo phì đấy. Cho nên là sữa thì có cho, vâng, sữa có cho cháu uống đi chăng nữa thì cũng chỉ uống sữa không có đường thôi anh ạ, chứ đừng uống có đường. Và cũng không cần cho cháu ăn quá nhiều chất bột đâu. Ăn nói chung là cho cháu vận động nhiều hơn và đặc biệt là cho cháu ăn nhiều rau xanh các thứ vào hơn thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, chứ còn cân của cháu bây giờ là đang hơi thừa rồi. Chưa béo phì nhưng mà có nguy cơ thừa cân rồi đấy ạ. Tại vì chưa 15 cân là đã bằng đứa hơn 3 tuổi rồi anh ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng. Xin được cảm ơn câu hỏi của vị thính giả đã tin tưởng nối máy với đường dây nóng 1900 6255. Tiếp tục xin được lắng nghe câu hỏi của vị thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Vâng, chào anh có băn khoăn như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Dạ vâng, em chào chị và em muốn hỏi cái chiều cao của cháu thôi mà. Vâng, mời anh cung cấp những cái thông tin ạ. Dạ vâng, em là cháu nhà em năm nay mới được 26 tháng chị ạ. Vâng. Vâng, cháu cân nặng là 13, hơn 13 cân một tí. Và cháu được chiều cao của cháu là được 92cm. Cháu trai, cháu gái em? Vâng, cháu trai ạ. Cháu trai, vâng. Vâng. Cũng rất tốt em ạ, cháu nhà em như dạ. Vậy thì hoàn toàn là bình thường nhá. Vâng, là về cân nặng cũng bình thường và chiều cao của cháu cũng rất là tốt rồi. Vâng. 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 Cháu ngày cháu uống khoảng độ tầm 700 bưu sữa. Vâng, uống sữa thế thì tốt quá rồi, thế thì cũng không cần ăn nhiều cơm nhiều cháo nữa đâu nhá. Vâng, cháu thì là rất là khỏe mạnh và không ốm đau gì cả và thể lực rất là tốt ạ. Vâng. Muốn hỏi bác sĩ cái dinh dưỡng của cháu như thế có ổn không ạ? Quá ổn, vẫn cứ tiếp tục duy trì như thế này nhá. Tại vâng, vì chiều cao của con em bây giờ mới có 26 tháng mà đã 92cm rồi thì chắc chắn lớn lên nó phải gần xích sát 1m8 rồi nếu như theo công thức tính. Tại vì là bây giờ 268 mà 92 thì chắc là lúc nó 24 tháng là nó phải 90 rồi, đúng không? Vâng, nhưng mà 90 rồi lớn lên thì chắc chắn nó phải xích sát 1m8 rồi nếu như là nuôi tốt. Cho nên là em cứ yên tâm về chiều cao của cháu nhé. 24 tháng là cháu được 90cm. Ở đấy đúng rồi, tôi cũng đoán thế mà. Thế cho nên là yên tâm là lớn lên là con xích sát 1m8 rồi. Vâng, cho nên là không có vấn đề gì. Trong giai đoạn đầu 1000 này đầu đời như này của con em nuôi tốt như thế này thì chắc chắn là cơ hội sau này con em sẽ rất là tốt về thể chất nhá. Dạ vâng vâng. Thì em cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải với cả dạ, vâng. Làm đài do em nhá. Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả. Chúc bác mạnh khỏe vui vẻ. Cảm ơn. Có thể nói là vị thính giả rất là vui khi mà được cả bác sĩ cung cấp những cái thông tin về việc là sự tăng trưởng chiều cao và thể chất của con cho rất là tốt. Chúng ta tiếp tục giữ vững cái phong độ này và phát huy hơn nữa trong những cái ngày tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả. Chúng tôi tiếp tục đến với câu hỏi của vị thính giả đã gọi điện tới tổng đài 1900 6255. Với những cái băn khoăn ngày hôm nay, làm thế nào để tăng chiều cao cho các bé trong cái giai đoạn dưới 3 tuổi, cái giai đoạn vàng vô cùng quan trọng. Và quý vị cũng đã có thể thấy rằng thông qua chế độ dinh dưỡng hoặc là sinh hoạt hàng ngày, giấc ngủ, môi trường sống, luyện tập thể dục thể thao thôi thì các bé có thể cải thiện được chiều cao của mình tốt tới đâu. Và bên cạnh đó nữa thì cái giai đoạn này hệ miễn dịch của các con cũng có thể là đang trong cái giai đoạn hoàn thiện nên là cũng sẽ cần phải can thiệp để giúp cho các bé có được cái sự phát triển tốt nhất. Và nếu như mà có những cái băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy nhanh chóng đăng ký với đường dây nóng 1900 6255 của chúng tôi. Vâng, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả cũng đã chuẩn bị kết nối máy với chương trình rồi. Vâng, trước đó thì cũng xin được nhắc lại là nếu như quý vị không thể nghe trực tiếp chương trình vào lúc 9:30 các ngày trong tuần thì quý vị có thể nghe lại vào lúc 19:00 trên kênh Sức Khỏe Joy FM. Và chương trình này thì cũng đang được live stream phát trực tiếp ở trên fanpage Sức Khỏe Joy FM dành cho những vị thính giả nào mà đang sử dụng mạng xã hội chẳng hạn và cũng có thời gian để theo dõi những cái chủ đề về sức khỏe rất là hữu ích của chúng tôi. Ngoài ra thì quý vị thính giả tại Hải Phòng và khu vực phụ cận cũng có thể nghe chương trình này trên kênh phát thanh giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng vào lúc 16 giờ trên tần số FM 102,2MHz. Vâng, chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục nối máy với những vị thính giả tiếp theo trên đường dây nóng 1900 6255. Xin được lắng nghe câu hỏi của thính giả ngay bây giờ. Alo ạ. Alo ạ. Vâng, chào anh. Chào chương trình. Vâng, mời anh đặt câu hỏi. Em hỏi một tí, bây giờ em có cháu gái được 4 tháng tuổi mà nó bị ỉa đấy. Vâng. Thì người ta ra viện khám thì người ta bảo là trong phân có lấm mà người ta cấp thuốc về mà khoảng 1 tháng nay mà vẫn không đỡ tí nào, nó vẫn tình trạng bị như thế.
kéo dài một tháng rồi. Mấy em đi làm lái xe đường dài thì em thỉnh thoảng về đến thăm là con, trông con, nhìn con đấy mà xót. Đấy. Dạ vâng, chương trình chương trình tư vấn cho em nên dùng như nào cho cháu thì tốt nhất cho cháu ạ. Thứ nhất đây, bây giờ xin hỏi em là cháu 4 tháng tuổi thì bây giờ hiện tại cân nặng chiều cao của cháu bao nhiêu, em có nắm được không? Cũng không nặng thì bây giờ có hơn 8 cân rồi. Hơn 8 cân rồi. Là cháu bụng bẫm. Thế thì quá tốt đúng không? Thế chiều cao chắc là cũng không đo không? Hay là cũng không nhớ lắm? Chiều cao cũng không đo mà. Nhưng mà chắc là cháu phát triển tốt đúng không? Cao lớn đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ là tiêu chảy. Nhưng mà bây giờ một tình trạng đi ngoài của cháu là ngày cháu đi mấy lần? Ngày có thể có những hôm ở nhà thì cháu ở nhà thì là cháu bé đi có thể là đi 4-5 lần cơ. 4-5 lần rồi. Vâng. Cháu được bú mẹ hay là ăn sữa ngoài? Vẫn đang bú mẹ mà. Đang bú mẹ hoàn toàn đúng không? Đâu vẫn thỉnh thoảng vẫn cho sữa ngoài vì mẹ cũng phải chuẩn bị thì phải đi làm rồi ấy, bê cho cháu ăn thêm sữa ngoài để nhưng mà từ cái hôm mà cháu bị tiêu chảy đến giờ thì em có thấy cháu có bị sụt cân đi không hay là vẫn cứ lên cân bình thường? Vẫn cứ giữ cân giữ cân như thế đều chứ cũng không bị sụt cân đi đúng không? Mà bây giờ mới 4 tháng mà đã 8 cân thì rất là tốt rồi. Có một điều như này này, nhiều khi chúng ta lại cứ quá lo lắng, thực ra là đối với bé dưới 6 tháng ấy mà bú mẹ hoàn toàn ấy hoặc là có thể ăn chỉ có sữa không thì cái tình trạng cháu đi ngoài 3-4 lần hoặc 4-5 lần một ngày là bình thường em ạ, chứ không phải gọi là đi chạy ỉa chảy. Thế cho nên nhiều khi là bố mẹ của chúng ta cứ quá lo lắng thôi. Thế phân của cháu đặc điểm ở cái lứa tuổi này thì nó đi phân lỏng 3-4 lần một ngày, phân có thể hoa cà hoa cải và thậm chí có mùi hơi chua chua nếu như cháu bú sữa mẹ. Thế và đặc biệt là em thấy cháu vẫn bú mẹ tốt và đặc biệt vẫn lên cân thì không có gì phải lo lắng cả và tự nó rồi nó sẽ hết. Không có gì phải đi uống thuốc, nhiều khi là đi uống thuốc lung tung vào thì lại gây cái loạn khuẩn đường ruột, lại càng làm cho cái tình trạng rối loạn tiêu hóa nó nặng hơn lên. Thế cho nên theo tôi thì nếu như mà xét nghiệm có nấm thì thực ra thì là bác sĩ cho thuốc điều trị nấm thì nếu thì đáng nhẽ là nó phải hết. Thế nhưng mà nếu như cái tình trạng nó chỉ có 3-4 lần một ngày mà nó vẫn cứ lên cân bình thường thì em không có gì phải lo lắng cả mà vẫn cứ cho cháu ăn uống, đặc biệt là bú mẹ là vẫn bú hoàn toàn và chưa cần cho cháu ăn dặm bởi vì cháu có cân nặng rất tốt như thế không cần ăn dặm. Cái thứ hai nữa là nếu có cần thiết nữa thì em có thể cho cháu đi xét nghiệm phân lại ở một cơ sở khác để xem là có phải nhiễm nấm không hay là do các nguyên nhân khác. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tôi không biết là trong cái đơn điều trị của bác sĩ đã cho cháu men vi sinh chưa. Đấy, nếu chưa thì em có thể cho cháu dùng men vi sinh thì cũng có thể cải thiện được cái tình trạng cái tiêu hóa này của cháu. Và cái thứ ba nữa là cái chế độ ăn của mẹ thì nhiều khi các bà mẹ của chúng ta cứ thấy con đi ỉa thì lại cứ kiêng rất là kỹ, nào thì kiêng cá, kiêng tôm, kiêng tanh, kiêng đủ các thứ. Nhưng mà cái mà chúng ta cần kiêng thì chính là đường ngọt thì chúng ta lại không kiêng. Bởi vì khi mà bà mẹ ăn quá nhiều hoa quả ngọt, ăn đường ngọt nhiều với cái hàm lượng đường sữa của mẹ, đường của trong sữa mẹ quá cao thì lại là nguyên nhân gây tiêu chảy ở con. Thế cho nên là chế độ ăn của mẹ ở đây thì lại không phải là kiêng cá, kiêng thịt kiêng cá, kiêng tôm mà lại là kiêng đường ngọt. Đấy, thế thì hỏi xem là mẹ cháu có hay ăn đường ngọt này, uống sữa ngọt, tức là các bà mẹ cứ truyền tai nhau là uống sữa đặc có đường và để cho nhiều sữa, nhưng mà thực ra không phải, uống sữa đặc có đường rất nhiều đường và chính khi uống sữa đặc có đường hoặc là ăn nhiều đường ngọt lại là nguyên nhân gây ỉa chảy của con. Đấy thì cho nên là em phải cần phải xem lại cái chế độ ăn của mẹ cháu là có ăn quá nhiều đường ngọt hay không. Thế và cái lời khuyên của bác chân thân nữa là tốt nhất thì như thế thì em nên cho cháu đi xét nghiệm phân lại ở một cơ sở khác, và thứ hai là nếu cháu chưa dùng men vi sinh thì có thể dùng thêm men vi sinh cho con, và cái thứ ba là cái pH của phân, nếu cái hậu môn của cháu nó hơi đỏ, nó có đỏ không? Cái nó hơi đỏ đỏ. Hơi đỏ đỏ đấy thì cái pH phân của nó toan quá thì có thể phải uống thêm nước vui nhì nữa. Đấy. Đấy, và đặc biệt bị nấm thì bao giờ người ta cũng cho thêm nước vui nhì bởi vì trong cái môi trường toan ấy thì nấm nó phát triển rất là mạnh. Thế cho nên người ta phải cho nước vui nhì để nó trung hòa cái môi trường toan đi để cho cái nấm nó không phát triển nữa thì cháu cũng sẽ hết được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Đấy, thì cái quan trọng nhất là bây giờ thì không được khám trực tiếp cho cháu và cũng chưa biết kết quả của cháu thế nào thì tôi chỉ có thể tư vấn qua cái kinh nghiệm của tôi, thì tôi nghĩ là thứ nhất là mẹ là cần phải ăn chế độ ăn kiêng đường ngọt này. Cái thứ hai nữa là cho cháu uống thêm nước vui nhì và uống thêm men vi sinh thì tôi nghĩ là cháu sẽ cải thiện được tình trạng này. Thế còn cái việc mà nó cứ đi 2-3 lần hoặc 3-4 lần một ngày thì mà vẫn lên cân bình thường thì không có gì lo lắng ở cái lứa tuổi này. Vâng ạ, vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh cũng đã đặt câu hỏi với chương trình. Hy vọng là đã giúp anh có được thêm những cái thông tin kiến thức hữu ích cùng chia sẻ với mẹ của cháu để có thể chăm sóc con tốt nhất. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng nối máy với thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 1900-6255. Alo ạ, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng, mời thính giả hãy giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Dạ vâng, chào chương trình ạ. Dạ vâng, mời anh, bác sĩ đang lắng nghe rồi. Vâng, em có cháu nhỏ năm nay 1 tuổi, cháu thì chiều cao được 70cm và nặng là 9kg ấy. Thì em cho em hỏi là với chiều cao và cân nặng của cháu như thế có phải là suy dinh dưỡng và quấy xương không ạ? Cháu nhà em 12 tháng là cháu là bé trai hay bé gái?
Bé trai ạ. Bé trai. Nhưng mà bác đang phân vân là cân nặng 9 cân thì gần đủ rồi, nhưng mà chiều cao thì thấp quá như này thì có đo chiều cao có đúng không đấy? Em đo tự đo hay là cháu đo ở cơ sở y tế nào không? Em tự đo ạ. Em tự đo thì cách em đo thế thì đo em cần phải là đo chắc chắn là phải đo nằm rồi, nhưng mà chắc là em đo có thể chưa chính xác lắm. Theo tôi thì em nên cho cháu đến một cái cơ sở y tế nào người ta có cái thước đo cẩn thận ấy, em đo cho cháu lại chứ. Thông thường thì những cái cháu mà có dài 1 tuổi mà có 70 cm thì khó lòng nó đạt được 9 cân ấy. Tại vì trông nó đạt 9 cân thì trông nó bụ bẫm lắm. À, vâng, tại vì là thế con em trông có bụ không? Không ạ. Thế thì chắc chắn em đo chiều cao sai nhá. Thế còn nếu như mà đúng, giả sử đây là em đo là đúng thì con em đang bị suy dinh dưỡng thấp còi. Chứ mà cân nặng thì của cháu thì lại gần bình thường, bởi vì một cháu trai mà 12 tháng tuổi thì cháu có cân nặng trung bình là 9 cân 6. Nhưng mà nó cao bây giờ là phải 75,6 cm cơ, tức là gần 76 cm đấy. Nếu mà như ở 70 thì thiếu gần 6 cm thì thiếu nhiều lắm. Đấy chứ. Vâng, tại em đo cách đây cũng phải được 2 tháng rồi. Thế thì sao em lại nói 2 tháng thôi thì nó khác, 2 tháng nữa là 10 tháng chứ sao em lại bảo nó 12 tháng. Vâng ạ. Trong mấy năm đầu là phát triển rất là nhanh, tính bằng tháng đấy. Thế cho nên là trong những cái này bây giờ em thứ nhất là có thể em đo chưa đúng, cái thứ hai là đo cách đây những 2 tháng rồi thì bây giờ nó phải 7 mấy thì chứ làm sao nó 70 được nhá. Tại vì là thông thường thì bao giờ một cái đứa trẻ mà đã có cân nặng như thế này thì ít khi chiều cao nó thấp lắm, bởi vì chúng ta được biết là cái chiều cao nó còn bao gồm cả xương của cháu mà, cháu phải dài thì nó mới cao chứ, à thì nó mới có cân nặng như thế này được chứ. Thế còn nếu mà 70 thì nếu như em bảo con em cao có 70 mà bây giờ nặng có 7 cân hoặc 7 cân rưỡi thì bác tin ngay. Thế nhưng mà em bảo 9 cân mà lại có 70 thì chắc chắn là cái chiều cao em đo không chính xác nhá. Thế còn nếu như mà thật sự là như thế này thì là hơi bị thấp. Còn bây giờ nếu như là đúng 12 tháng em đo lại mà cháu được khoảng 95-96 phân thì như thế là ổn. À 75-76 phân như vậy là ổn. Bởi vì là như là phần đầu tôi đã nói là khi sinh ra là bé dài 70 và trong năm đầu tiên nó tăng thêm 25 cm nữa, tức là tối thiểu nó phải được 75 cm. Đấy, có những cháu là nó dài rộng hơn, nó có khi được 78-80 ấy. Thế nhưng mà tối thiểu phải được 75-76. Đấy, nếu là bé trai. Đấy thì tốt nhất là nên cho con đi đo lại chiều cao nhá. Thế còn trường hợp mà đa sử nó thấp thật như thế này thì em có thể bổ sung thêm cho cháu cái sản phẩm Previtin 2, cung cấp thêm vitamin D3, canxi nano MK7. Thế rồi là ở cái lứa tuổi này con em cũng có thể là nó có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cháu. Trong cái thành phần của cái protein 2 này nó còn có cả cái colostrum và immun alpha, là hai cái chất mà có thể tăng cường cái sức đề kháng cho con, giúp cho con ít bị ốm đau đấy. Thì em có thể bổ sung thêm. Thế với cháu nhà em 12 tháng thì em có thể cho cháu uống ngày 2 gói, chia 2 lần nhá. Dùng tối thiểu là 3 tháng em ạ. Tại cho em hỏi thêm, gần đây này cháu là ăn là biếng ăn này, ăn là toàn bú rồi, khoảng ăn một bữa rất là lâu ấy. Đấy. Thế thì có thể cho cháu bổ sung thêm men vi sinh nữa em ạ. Men vi sinh ạ? Men vi sinh. Mua cái men vi sinh Golden Lab ấy thì nó cũng giúp cho cháu nó ăn ngon miệng hơn, bởi vì khi bổ sung Golden Lab của Hàn Quốc. Golden Lab của Hàn Quốc. Vâng. Cũng cho cháu ngày 2 gói nữa. Em cho uống đồng thời cả hai cái sản phẩm này thì sẽ vừa hỗ trợ tiêu hóa lại vừa hỗ trợ cái phần phát triển chiều cao cũng như là tăng sức đề kháng cho cháu nhá. Vâng, em thì em cho ăn uống cái thực phẩm chức năng cái tên là gì nhỉ? Em quên nhớ mất rồi. Uống được cũng được hơn 1 tháng rồi cái loại. Em thấy trong cái thành phần của nó là cũng có MK7 mới có cả canxi rồi sữa lon rồi các thứ. Đấy, thế thì chắc là cái Previtin 2 này đấy. Nhưng mà cái này phải uống kéo dài em ạ. Cái này uống tối thiểu là phải 3 tháng. Vâng, em vẫn đang cho uống. Em chút thì cho uống đi. Thế bây giờ nó biếng ăn thì cho uống thêm cái men vi sinh Golden Lab nữa nhá. Dạ vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của vị thính giả đã kết nối với đường dây nóng 1900 6255. Rất nhiều những băn khoăn của các bậc phụ huynh. Và thời lượng của chương trình thì cũng đang trôi về những phút cuối rồi. Chúng tôi xin được nhanh chóng nối máy với vị thính giả cũng đang chờ đợi để đặt câu hỏi. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, mời thính giả hãy giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cùng chương trình ạ. Vâng, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Tôi tên là Hùng, quê ở Hà Tây. Hôm nay tôi 54 tuổi. Dạ vâng. Tôi nghe chương trình bác sĩ nói thì tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp về cái đứa cháu nhà tôi. Vâng, mời bác. Cháu năm nay thì nó mới 18-19 tháng tuổi bác ạ. Vâng. Mà nặng có hơn 8 cân. Vâng. Cháu trai hay cháu gái hả anh? Dạ, cháu gái ạ. Cháu gái, vâng. Thì không biết là cái chiều cao thì tôi không đo để chiều cao của cháu, nhưng mà đặc thù cháu rất là lười ăn. Vâng. Đây là cái đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là khi mà nó ăn no vào là nó hay bị nôn ra. Vâng. Thì trước đây thì chúng tôi các cháu nó cho ăn là ngày 3 bữa, xong cứ thấy nó nôn ra thì bây giờ chuyển thành là ăn bớt khẩu phần đi nha, thế là chia nhỏ khẩu phần ra là ăn là 4-5 bữa. Vâng. Thì xem cháu có đỡ nôn hơn không? Khi chia nhỏ khẩu phần thì cháu có đỡ nôn hơn không? Khi chia nhỏ thì cháu đỡ nôn hơn bác ạ. Vâng, rồi. Vâng, thế thì muốn hỏi xem tư vấn bác sĩ xem cái hướng ra nào. Tầm cái với cái độ tuổi như thế, tháng như thế mà độ lượng cân như thế được, hay là cháu có suy dinh dưỡng không?
Và cái hướng khắc phục thế nào bác tư vấn giúp gia đình. Vâng, cháu là cháu gái đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bé gái mà bây giờ là 18 tháng tuổi, tức là 1 tuổi rưỡi. Mà bây giờ là được có 8-9 cân, hay có 9 cân đấy đúng không? Chưa được 9 cân, chưa được 9 có được khoảng 8 cân 6, 8 cân 7. 8 cân 7. Vâng, như vậy thì nói chung là cháu là bị thiếu cân rồi ạ. Với cháu gái thì lúc 1 tuổi thì cháu đã phải 9 cân rồi ạ. Đấy, 1 tuổi thì đã phải 9 cân rồi, và bây giờ 1 tuổi rưỡi thì cháu phải thêm 1 cân nữa, thì bây giờ cháu phải khoảng 10 cân. Đấy, thì 10 cân nếu bây giờ thì cháu lại chưa được nổi 9 cân, nếu có 8 cân 7 thì nói chung là cũng bắt đầu cũng mấp mé ở cái đường suy dinh dưỡng rồi anh ạ. Vâng, mấp mé cái đường suy dinh dưỡng rồi. Thế thì nguyên nhân thì đã rất rõ rồi, là cháu rất là biếng ăn, rồi thứ hai là ăn hay nôn. Thế cho nên là cháu không nhận được đủ cái khẩu phần ăn hàng ngày, cho nên là cháu nó bị chậm phát triển một chút như vậy. Xin hỏi thêm nữa là bây giờ cháu hiện tại có còn đang bú mẹ không, hay là đã cai sữa mẹ rồi ạ? Không, báo cáo bác là cháu vẫn bú mẹ, vẫn nhưng bú mà mẹ. Thường là mẹ cháu đi làm sáng đi tối về, cho nên chỉ có được bú ban đêm thôi hả? Ông bà và ông thế bà, ông bà ở nhà thì ngày cho con cháu được uống được mấy trăm sữa ngoài nữa. Cháu uống được khoảng trăm, hơn trăm mà nó lại không bú bác ạ. Phải pha ra cái cốc xong mới lấy thìa cho nó uống. Hơn trăm là một lần đấy ạ. Chứ còn ngày ăn mấy lần ạ? Khoảng hai lần ạ. Hai lần có nghĩa chỉ được 200 sữa ngoài nữa thôi đúng không ạ? Vâng ạ. Với cả ba bữa cháo. Ba bữa cháo. Vâng. Thế thì bây giờ là có một cách như này anh ạ. Bây giờ là vì cháu nó đã rất là lười ăn như thế rồi, ăn lại hay nôn, thì bây giờ là không phải ăn ba bữa mà anh có thể chia làm 4-5 bữa hoặc thậm chí 5-6 bữa, mỗi bữa chỉ cần nửa bát con thôi. Đấy. Vâng. Thế và có một cái thứ hai là vì cháu nó lười ăn như vậy, thì nếu như mình lại cho ăn cả sữa lại cả ăn cháo nữa thì cái số bữa ăn của cháu nó quá nhiều. Thì bây giờ có một cách nữa là anh có thể trộn sữa vào trong cháo. Có nghĩa là cháo nấu vẫn có cả thịt cả rau, nhưng mà để nguội ấm ấm trước khi cho bé ăn thì mình vẫn có thể rắc thêm sữa bột vào đấy. Thế có nghĩa là mỗi một lần anh ăn là anh cho cháu ăn được cả hai thứ. Chúng tôi thường hay gọi là ăn 2 trong 1 đấy. Tức là cháu chỉ ăn vâng, chỉ ăn 100ml cháo thôi, nhưng cháu lại được 3 thìa sữa vào đấy nữa, thì coi như cháu được thêm 100 sữa nữa. Đấy là cái cách mà anh chỉ cần cho ăn 4 bữa một ngày thì cháu đương nhiên được thêm 400 sữa và được 400 cháo rồi. Đấy thì cháu nó đỡ nôn hơn. Đấy là cái cách mà giúp cho cháu nó có thể nhận đủ được cái chất dinh dưỡng và cháu lên cân. Cái thứ hai nữa là với cháu mà nó đã bị sắp sửa suy dinh dưỡng như này thì thường nó rất là cái men tiêu hóa của nó tiết rất là kém. Đấy. Rồi cái thứ hai là thường là cái biếng ăn lâu ngày thì sẽ dẫn đến thiếu một số cái vi chất dinh dưỡng. Thế cho nên là cháu biếng ăn thì có thể bổ sung cho cháu thêm các cái vi chất dinh dưỡng, như bổ sung cho thêm kẽm, rồi bổ sung thêm men vi sinh, rồi thậm chí là có thể bổ sung thêm men tiêu hóa nữa. Đấy. Thì thứ hai nữa là cháu có hay ốm không anh? Cháu thì không ít ốm. Nhưng mà rất tiếc là cái chiều cao của cháu này anh không nắm được. Thế nhưng mà đấy, thì theo tôi thì bây giờ là tốt nhất là nên cho chia nhỏ bữa ăn và anh trộn sữa vào trong cái cháo cho cháu như thế. Và thứ hai là nếu mà cháu vẫn còn miếng ăn thì có thể bổ sung thêm men vi sinh, bổ sung thêm kẽm. Thế rồi là để nếu mà cái chiều cao của cháu nó cũng thấp nữa thì anh có thể bổ sung thêm cái sản phẩm mà có chứa vitamin D3, canxi nano và MK7 đấy. Đấy, thì là có thể giúp cho cháu nó cũng tăng sức đề kháng. Và thứ hai là đặc biệt là cái men vi sinh để giúp cho cháu nó ăn ngon miệng hơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn vị thính giả. Hy vọng là thính giả cũng có những cái thông tin hữu ích để chăm sóc cho bé trong gia đình của mình rồi. Và quý vị thân mến, tới đây thời lượng phần 2 kết nối cũng đã khép lại. Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Previptin nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 19001259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Previptin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.